Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyên Anh, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam tác nghiệp ở Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Như các bạn thấy đấy, ở đây trưng bày rất nhiều các loài động vật quý hiếm như gấu, hổ, cá sấu và một số các loài côn trùng như bướm, ong, kiến, gián. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về các loài động vật có xương sống được trưng bày ngay tại đây. Đây là loài ếch đầm. Thường loài ếch đầm nơi thu hoạch chủ yếu là ở Hà Nam. Còn đây là cá sấu xiêm ở Thái Bình. Còn đây là cá chép, nơi thu chủ yếu là ở Yên Bái. Cá chép là một loài động vật thủy sản và là loài động vật quen thuộc mà họ thường hay nuôi chủ yếu ở các vùng biển, hồ ao, sông, suối và là loài động vật có thể tạo ra thức ăn. Còn đây là rắn hổ man chúa, nơi thu chủ yếu là ở Yên Bái. Rắn hổ man chúa là một trong những loài rắn hổ man thuộc hệ rắn hổ man, và rắn hổ man chúa thường thì rắn hổ man chúa thì là một trong những loài rắn thuộc hệ rắn, nhưng mà bây giờ thì rắn hổ man chúa đã trở thành một loài hóa thạch và được trưng bày ở đây. Còn đây là loài đà điểu châu Phi, nguồn gốc ở vườn thú Hà Nội. Loài đà điểu châu Phi này thì các bạn thường hay đến vườn thú Hà Nội để ngắm loài đà điểu này. Đà điểu châu Phi thì có cổ cao bằng với cả cổ của hươu cao cổ, nhưng bây giờ thì đà điểu châu Phi cũng giống như khỉ đuôi lợn ở trên kia, cũng là một loài động vật hóa thạch. Còn đây là khỉ đuôi lợn thuộc loài hệ khỉ có đuôi, và khỉ đuôi lợn thì thường thì hay có cái đầu to, lưng hơi nghiêng và đuôi ngắn. Khỉ đuôi lợn thì ngày xưa thì loài khỉ đuôi lợn có trong danh sách của các loài khỉ. Bây giờ thì khỉ đuôi lợn đã trở thành loài hóa thạch có xương và bây giờ đã được trưng bày ngay tại đây. Hãy đến Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam một lần để được xem các loài động vật có xương, có các loài động vật thuộc hệ xương sống nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Nguyên Anh, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam tác nghiệp ở Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.